Chào bà cô chú anh chị và các bạn. Con nói đi, con xin chào ông bà cô chú. Lý xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Huyền Lê Cuộc Sống Thủy Điển. Thì hôm nay mọi người cùng với Lý ra ngoài vườn để hái rau và ăn bánh xèo nha. Tại vì là rau cải á, thì bây giờ nó lên là lần cuối cùng rồi, cho nên là bây giờ tranh thủ đi ra ngoài vườn hái rau và để ăn bánh xèo trước khi mà rau cải nó không có lớn được nữa ấy. Với lại bây giờ là cái rau diếp cá bây giờ nó lên rất là tốt luôn, cho nên là mình cũng muốn cắt tỉa nó đi á, để cho nó lên được tốt hơn á. Mấy lần trước ăn bánh xèo á thì không có rau diếp cá, là tại vì là cái rau diếp cá nó chưa có lên, mà bây giờ rau diếp cá nhà mình bây giờ nó mới lên, cho nên bây giờ phải đi ra cắt tỉa nó đi để cho nó lên những cái chỗ khác để cho nó tốt á. Cái chậu rau diếp cá này của mình á thì có một số cây là năm ngoái mình được cho, thế xong rồi mình đem mình rúi nó xuống, cho nên là bây giờ nó tự lên, nhưng mà nó ít thôi, nó không được nhiều đâu. Về sau này thì mình đi tiệm tàu á thì mình mua được thêm mấy cái túi rau diếp cá, thế xong rồi mình chọn ra những cái cành nào nó già nhất, xong rồi mình cho vào nước mình ươm cho đến khi nó ra rễ cây á, xong rồi đem ra ngoài này để trồng. Rồi cả lần vừa rồi về là cũng có mang một ít rau diếp cá ở Việt Nam sang nữa, cho nên là cái rễ cây ở lúc mà mình mang ở Việt Nam sang thì nó cũng tốt hơn nữa, cho nên nó mọc rất là nhanh nữa. Trong các loại rau Việt Nam nhà mình thì cái rau diếp cá này phải nói là cái rau dễ nhất đấy mọi người. Tại vì nhá, nếu mà nhà ai mà không có vườn ấy, chỉ vất vào trong cái thùng xốp hay là cái chậu hoa ấy, thì năm nay nó lên xong rồi sang năm nó lại lên tiếp, mùa đông thì nó chết như vậy đấy. Nhưng mà ở bên dưới nó còn rễ cây ấy, thế xong rồi đến lúc mà trời nó ấm một cái là nó cứ thấy nó nhú lên thôi. Mình chỉ cần ươm đúng một lần thôi là từ lần sau nó cứ vậy nó lên thôi mọi người ạ. Hái rau diếp cá xong thì mình quay qua hái rau húng. Hiện tại trong cái lều này nó đang bị bé mọi người, tại vì mình có hai cái cây cà chua, nó quá là to luôn, xong nó chiếm hết cả chỗ, chiếm hết diện tích luôn ấy. Còn đây là cái rau húng, mà cái rau húng này thì Ly không có biết nó là cái loại gì luôn ấy ông bà cô chú ạ. Thì cái loại này á thì nó lửa giống với cả cái húng tím của Việt Nam nhà mình, lại còn lửa giống cái cả cái húng Thái luôn ấy mọi người ạ. Cho nên là Ly không có biết là cái húng này là húng gì luôn ấy. Mà cái húng này thì nhà anh Ly được cho, chứ không phải là mình mua giống ở đâu. Thì cái này là chị kia chị thấy ở ngoài vườn nhà chị ấy, nó mọc một cách rất là tốt luôn ấy. Thế là chị hái rồi chị đem cho tất cả mọi người ở trong xưởng ấy. Ai muốn trồng nên là chị cho một cụm về trồng cho nó tự lan ra như vậy luôn ấy. Đối diện mấy cả bên của rau diếp cá thì là một ít rau muống. Thì cái này là Ly chỉ trồng một ít thôi, tại vì nó không có trồng nhiều. Thì là Ly trồng một ít chỉ để ăn sống thôi mọi người. Tại vì nhà Ly thì không có thích ăn rau muống, ông chồng thì không biết rồi, mà Ly ăn thì cũng không thích lắm. Nên là Ly chỉ trồng để ăn rau sống thôi, kiểu để tách nó ra, để chẻ nó ra để ăn rau sống thôi, chứ không có hái để xào đâu. Nhà mình trồng thì mình có trồng thêm cả một ít rau dền đỏ nữa. Tại vì cá nhân Ly thì Ly rất là thích ăn rau dền luộc ấy, cho nên là Ly hay trồng rau rồi Ly luộc lên Ly ăn một mình vậy đấy. Mới có hái ba cái loại rau thôi mà đã đầy một rổ rồi đó ông bà cô chú ạ. Thì bây giờ Ly sẽ hái cả rau mùi nữa. Thì cái rau mùi này là rau mùi mới theo lại ấy, mọi người. Tại bữa rau mùi lần trước ấy, cấu nhiều quá ăn xong rồi nên nỗi mà nó không lên nổi được nữa, cho nên phải gieo lại các loại mới. Còn cái chỗ mà em Ly để cái rổ ấy kìa, thì là cái đấy là cái húng chuỗi nhà mình á. Thế nhưng mà sang đến bên này nó tốt quá ấy, mọi người. Nó tốt xong rồi nó to, cái húng nó lá nó to cực kỳ luôn ấy, xong rồi kiểu giống mùi húng Bạc Hà ấy, kiểu như vậy ấy. Ăn bánh xèo thì không thể làm mà thiếu rau cải được. Nếu mà thiếu rau cải mà ăn bánh xèo thì nó không có ra được vị bánh xèo nữa. Đấy là một cả cái tâm hồn của bánh xèo ấy mọi người. Nên là bắt buộc phải có rau cải. Thì rau cải nhà mình thì hiện tại bây giờ nó cũng chỉ có vài cây to to thôi, chứ còn mấy cây nhỏ nhỏ là để dành rồi. Để bây giờ là cứ để vậy, xong đến lúc mà tuyết nó lên rồi nó lớn vậy là xong rồi, là đến mùa xuân nó lên là thấy là nó bùng một phát lên luôn đấy. Tiện đây thì Ly quay luôn cái vườn này cho ông bà cô chú quay. Thì đây là cái lều bé bé đầu tiên á. Thì đằng sau cái cây cà chua kia là mấy cái cây rau diếp cá, rồi mấy cái rau muống đấy. Thế nhưng mà bị cái cây cà chua nó che hết rồi. Và đây là cái lều thứ hai của nhà Ly. Thì cái lều vừa rồi á, nó bé hơn, thành ra là không thể để leo được như này. Tại vì năm ngoái Ly có để thử rồi ấy, thì nó không có chỗ để leo luôn ấy. Cái cây nó bị tán lá ra, thế xong rồi nó bị che hết ánh nắng đi, thành ra cây nó không thể lớn được. Rồi bây giờ là phải mua cái lều thứ hai để mà trồng những cái cây leo như này riêng luôn ấy. Thì bên này chỉ trồng mướp này, mướp hương này, mướp đắng này, dưa chuột này, rồi bí chẳng hạn đấy.
Thì đấy là những cái cây của nhà mình có hiện tại. Ở trong cái lều này á, thì có hai chậu khoai lang. Mà khoai lang này là khoai lang giống Việt Nam. Tại vì cái bữa lần trước đi về Việt Nam em sóc á, thì em đi có mang sang mấy củ khoai lang, mà khoai lang giống Điện Biên. Thế xong rồi mang sang đến nơi để thấy nó lại mầm mất. Hay là cắt cái đầu lại mầm đi á, xong rồi ngâm vào nước. Rồi đến lúc mà nó lên cành ấy, thì lại lấy cái cành đấy ươm vào nước để cho nó lớn thêm tí nữa. Xong rồi mang ra ngoài chậu này, rúi xuống đến đất cho nó lên. Mà không biết được có củ hay không, mà thấy là cành lá tốt lắm, chưa biết là có củ hay không thì mình phải đợi tiếp. Nếu mà có củ thì mình sẽ làm video ra cho mọi người cùng xem nha. Và đây là mướp đắng của nhà Ly đó, thì cây rất là sai quả luôn. Cái cây mướp hương và cây mướp đắng này ấy, phải cảm ơn cô Hà rất là nhiều với mọi người. Tại vì là cái lúc mà cây mướp đắng nó ra hoa đực thì chưa có hoa cái, mà đến lúc nó ra hoa cái thì lại chưa hoa đực. Còn cái mướp hương ấy thì nó lúc nó ra hoa đực rồi, nhưng mà hoa cái ra sau thì hoa đực lại mất thời gian lâu hơn để nở. Còn hoa cái thì nó nở rồi mà hoa đực chưa nở. Thế là cuối cùng phải chạy xuống nhà cô Hà xin hoa đực của nhà cô Hà về thụ phấn cho hoa cái. Nên là bây giờ nó mới ra được quả to như vậy đấy. Xong rồi thụ phấn xong rồi phải đợi mãi bắt đầu nó mới ra đều với nhau, bắt đầu mới tự thụ phấn được, chứ không phải đi xin hoa đực nhà cô Hà mãi nữa. Còn đây là cái ngoài vườn ngoài nhà mình đây, thì mình có trồng ít ngô nếp Việt Nam nhà mình á. Rồi được thêm hai cây bí ngòi với cả một cây bí gì á. Thì cái bí đấy là mình được cho bởi chị người yêu anh chồng mình, cho nên là mình cũng không biết là cái bí gì. Nhưng mà nó ăn rất là ngon, xào lên nó ăn giòn lắm, mà ăn nó ngọt. Thôi xem vườn vậy rồi nha ông bà cô chú. Bây giờ mình quay qua đi làm bánh xèo đi. Ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta chính là bánh xèo chứ không phải là vườn. Vì là trời bên ngoài rất là nắng đẹp, mùa thu tháng 9 rồi nhưng mà nhiệt độ đến 27 độ C ở bên ngoài trời. Vậy nên là tất nhiên là ta sẽ phải đun bếp củi rồi. Đi ra ngoài đun bếp củi cho nó được ngon hơn. Tại vì là cái bếp củi lúc nào nó cũng sẽ nóng hơn là dùng bếp ga hoặc là dùng bếp từ. Nếu mà dùng bếp ga với bếp từ bên trong ấy, nó không có để lỏng mà nóng, cực kỳ nóng được bằng bên ngoài bếp củi ấy. Vậy nên là cái bánh xèo của mình sẽ giòn hơn khi mà mình làm được bằng bếp từ, bếp ga. Hôm nay ông bà cô chú coi Ly mà xem, Ly đổ bánh xèo hôm nay là cực kỳ chuẩn Việt Nam luôn. Bánh xèo giòn, mỏng, ngon, trời, giòn, cực kỳ là giòn luôn. Tại vì cái nhiệt độ nó sẽ đúng chuẩn hơn là mình dùng bằng bếp ga với bếp từ. Vậy nên là bánh của mình ngày hôm nay cực kỳ ngon. Và cái bột thì mình cũng pha như mọi khi thôi, thì mình cũng dùng nước khoáng và bia mình cho vào trong bột, rồi cùng với cả nước cốt dừa mình đảo lên. Vậy thôi, nó cũng giống y xì như mọi lần thôi, không có khác gì nhau hết. Nhưng mà khác một cái chính là dùng bằng bếp củi, trời ơi, cái lửa lúc nào nó cũng sẽ nắm mạnh hơn là mình dùng bằng bếp ga hay bếp từ luôn. Đó, mọi người xem, cái bánh của Ly cực kỳ mỏng luôn. Nhìn rồi ôi, chuẩn bánh xèo Việt Nam nhà mình luôn, không thể đi đâu sai một tí gì luôn. Mà vỏ mỏng, giòn, trời, ngon, quá là ngon. Ở đây có một số cái bánh xèo ấy, là em Ly có cho thêm cả hoa mướp vào nữa. Tại vì là ở ngoài cây mướp á, thì nó có nhiều hoa mướp đực quá, nên là em Ly phải cắt vợi hoa mướp đực đi để cho nó tập trung và nó lên những cái bông khác ấy, để cho nó tốt cây ấy. Chứ nếu không thì nó chỉ nuôi hoa đực không thì nó sẽ bị tốn nhiều năng lượng quá, cho nên là phải cắt vợi đi. Nên là có một số cái nó sẽ có hoa mướp đực ở trong đấy đó mọi người ạ. Cho hoa mướp vào bánh xèo thì nó cũng thơm lắm, thơm mùi hoa mướp lắm đó. Nhưng mà ông chồng nhà mình ăn phải xong rồi kêu nó không ngon gì hết. Đây, bây giờ ông bà cô chú cùng nghe cái âm thanh của bánh xèo nha.
Ly không biết là ông bà cô chú có bị giống Ly hay không á, là cái lúc mà đổ bánh xèo ấy, mới đầu ấy thì đổ rất là ngon lành, xong rồi tự dưng đến cái khúc giữa ấy, là bị hỏng mất đâu khoảng tầm 2-3 cái, thế xong rồi về sau lại đổ lại đẹp được ngon hơn. Tôi không hiểu là tại sao luôn, lần nào đổ nó cũng bị như vậy luôn đấy ông bà cô chú ạ. Đây này, như ví dụ như cái khúc này này, bánh thì rất là đẹp nhưng mà tự dưng là lật là nó bị hỏng vậy đấy, không hiểu tại sao luôn đấy ông bà cô chú ạ. Nhưng mà bánh của mình thì vẫn rất là ngon, vẫn rất là giòn, vẫn ngon cực luôn đấy, nhưng mà như kiểu là chắc là do cái chảo nó bị dính vào hay sao ấy, không hiểu tại sao nó luôn đấy. Đây là cái hình ảnh của hai bố con nhà cháu đây. Mẹ cháu quay video nhưng hai bố con nhà cháu thì ở ngoài nghịch và chơi. Chính vì vậy nên là mới có tiếng vừa rồi đấy. Và đây là cái đĩa bánh xèo của chúng ta ngày hôm nay. Trời ơi, ngày hôm nay Ly làm phải nói là cực kỳ chuẩn bánh xèo Việt Nam luôn đấy. Nó mỏng, giòn, ngon. Mà để lâu thì nó vẫn còn giòn nguyên luôn ông bà cô chú ạ. Bây giờ thì mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình nhà Ly nha. Varsågod och äta, för glömde jag säga. Äta. Ja, varsågod. Rycka av så. Con thấy cái đùi gà không con? Này nhá. Con xin chào bà cô chú. Con chào đi. Con Lĩnh, Lĩnh kêu con chào đi. Con xin chào bà cô chú. Con sóc xin chào bà cô chú. xin chào bà cô chú chị và các bạn. Con nói đi. Con xin chào ông bà cô chú. Con chưa nói được. Hôm nay nhà mình ăn bánh xèo, ăn cuối mùa trước khi mà nó sang mùa thu, đến lúc mấy nữa là không ăn được nữa luôn á. Cái đó. Nó sẽ đi ra khỏi cái bó kia. Nhìn sao nó bỏ. Hả?
Inga sådana block. Nej, men det är stor det då. Tycker jag inte. Lâu lắm rồi nhà mình mới ngồi quay ăn kiểu này mọi người. Tại vì là ông sẽ mình đi làm về bận nữa. Rồi mẹ ông ấy cũng muốn có thời gian riêng kiểu vậy. Chứ ông ấy không muốn quay, ngày nào cũng quay ấy. Thế nên là mình cũng không có hay quay mấy nữa. Con ăn đi, con bỏ mồm con ăn đi. Con gặm ăn đi. Hôm trước em ăn hết một mình cái một cái đùi gà này đấy mọi người. Bây giờ xin mời mọi người ăn cùng vợ chồng mình đi nhá. Xin mời mà. Lâu rồi không nói chắc là quên rồi. Hôm nay ly đổ bánh xèo ngon lắm luôn đấy mọi người. Ăn nó nghe nó còn giòn luôn này. Để mix cái crispy cái đó. Thế đáp với họ thích cái ôm nên bây giờ mệt được nhìn nữa rồi. Hay là bây giờ rồi đàn. End. Jag tycker om när man gör med den istället. Det blir de, jag kan kontrollera hur kan störa husmål. De innan där, de inte så starka. Inte så varm. Men det inte gör så bra, tycker jag. Tjena. De har mycket krispig idag. Jag vill verkligen bli lämna sådana med mamma då, mọi người. Chứ nó không như mọi hôm đâu. Hả? Tiền plåt đấy. Có món ăn thử không? Vad liten den blir. Det kan inte då. Kan smak. Nej. På papper. Det är en konstig smak. Men vad? Rispapper. På vilken rispapper? Ristbabba? Mm. Vad det smakar? Jo. Mm? Jo, det fick smaka, man. Mm. Det kan ju smaka konstigt. Mm. Njam, 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 njam. Fan, cũng cho bà con chấm luôn á. Hiện tại mình đang bị nảy ốm của em Sóc. Sụt mũi xong rồi ù tai. Không phải đã hơi đau họng. Ừ, mẹ lây ốm của con đấy. Ừ, con đi học con mang ốm về đấy. Hôm bữa mình đi chơi xong là hay là gặp cái con của chị kia xong rồi em Sóc lây xong rồi. Em chỉ về em sụt mũi một hai hôm rồi, còn mình thì bị ốm thôi. Ăn bánh xèo trước khi hết mùa. Bây giờ là mùa thu và cây lá cây bắt đầu vàng hết rồi mọi người. Rau á cái là bắt đầu nó đang bị tát hết lá rồi. Bản thân mình là mình thích trồng rau. Có nhiều người thì người ta không thích trồng rau đâu mà. Thì người ta thấy dùng, người ta thấy phiền phức á. Còn Ly thì không, nó thích trồng rau lắm. Ông sẽ nhìn ở trước không thích trồng đâu. Nhưng mà từ khi Ly trồng xong là đi ra hái về ăn á, khoái. Tại vì bảo đi xây ra vườn hái rau về cái là thích lắm. Thế là từ bây giờ đi là kệ. Ly muốn trồng sao Ly trồng. Chứ lúc nào không muốn đâu. Mọi người thông cảm Ly sụt sùi nhá. Ừ, con ăn đi. Nhưng mà lấy miếng bánh cho con ăn nhá.
Em bỏ mồm con ăn. Để em kìa Korean rồi. Thả Korean. Luktar hela huset, jag känner ingen. Eller ser ingen. Nó đang ôn rồi đấy. Mình đi hái rau mùi rồi ông ấy. Mình rửa rau ông bảo là mùi rau mùi khắp nhà, bay khắp nhà. Em biết không? Thôi tụi mình. Ôi. Được rồi. Được rồi. Ở bên Thụy Điển đấy á, kiểu là ở đây nó rất là yên tĩnh, mà đặc biệt lại còn ở vùng quê như kiểu nhà mình nữa ấy, thì lại càng yên tĩnh hơn đấy mọi người. Nên là nhiều khi là mình sẽ bị nhớ Việt Nam ấy. Việt Nam nhà mình rất là vui nhộn, kể cả mình ở dưới quê ấy, thì có hàng xóm luôn, là người ta chơi đùa, người ta đi lại rất là nhiều. Ở đây thì cũng có hàng xóm chơi đùa với nhau ấy. Ừ. Thế nhưng mà tức là họ vẫn chơi cho kiểu bình yên, bình lặng hơn ở bên Việt Nam nhà mình. Thành ra là nhiều khi là mình sẽ bị lụy Việt Nam, bị nhớ Việt Nam ấy, kiểu như vậy. Nên là thành ra là Ni thì thay vì nhớ Việt Nam thì thay kiểu nhớ nhiều á, thì là sẽ trồng mấy cái rau ở Việt Nam ấy để cho nó đi ra ngoài vườn rồi là hái những cái rau đấy về, xong rồi là nấu những cái món Việt Nam ấy để cho nó đỡ nhớ Việt Nam đi á. Chứ chỗ nhà Ni mà để đi mua được rau của Việt Nam nhà mình ấy thì xa lắm, mới lại phải đi thường xuyên cơ. Chứ còn nhà Ni mà đi như vậy thì xe xong tốn tiền xăng, nên lại đi xong là để lâu thì cũng không để lâu được. Vậy nên là thường thường là đến mùa hè hoặc là mùa đông ấy, ở trong nhà mà trồng được những cái rau gì ấy, là Ni sẽ trồng để ăn cho đỡ nhớ Việt Nam kiểu vậy đấy, để cho mình thấy được là mình đang có cảm giác là mình đang gần với Việt Nam kiểu vậy đấy. Đó là chứ còn để mà bảo là ở bên này mà cứ nghĩ về Việt Nam ấy thì là cũng không phải là không nghĩ được. Tại vì bây giờ mình là người Việt mà không nghĩ đến Việt Nam thì không đúng rồi, đúng không mọi người? Kiểu gì nó vẫn còn một chút cái gì đó trong người mình ấy, mình kiểu gì mình vẫn nhớ về đến, không thể nào mình mất đi đâu được ấy. Chỉ có cái là làm sao để cho nó đỡ bớt nhớ thôi kiểu vậy đó. Chứ còn để mà bảo là hết nhớ Việt Nam thì khó lắm đó. Mẹ mình xem video bảo là ông chồng mình nói ít lắm, học có mỗi một câu mời mọi người ăn cơm mà nói đi nói mãi không hiểu. Thì học sao? À, tại vì ông ấy không có để vào trong đầu ông ấy, nên là thế ông không có nhớ. Đi làm kiểu tại đi làm ấy, xong suốt ngày để việc ở trong đầu, việc làm ở trong đầu ấy, cho nên là chỉ nhớ việc làm thôi. Đi về nhà lắm lúc mà người ta gọi đến xưởng để giúp ấy, nó cũng đi luôn ấy, chứ không có để mấy cái khác vào trong đầu á. Có ăn cái này à? Ngon quá. Nhum 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 nhum. Ngon quá. Ngon lắm. Ngon mà đúng không? Ngon mà. Ăn ngon mà. Anh để đút cho mình nữa nè. Mẹ đút cho mình nữa. Đó, ngon quá. Đúng rồi. Nhằm nhằm. Sao lìa ra thế?
Ngon à? Hay nó dính vào răng à? Nó dính à? Nó dính quá hả? Nó dính hả? Hay nó dính đâm vào mồm con hả? Đây, cái này nó đỡ dính. Không thích. Nó chảy level lắm. Em thích ăn đùi gà lắm nha mọi người. Hôm bữa lần đầu tiên em cầm cái đùi gà em ăn rồi. Em ăn vẹo cái hết một cái đùi gà một mình em mới ăn. Mà lúc đầu Ni nghĩ là em không ăn được cơ. Tại vì không biết là em mới có cầm đùi gà em giật được ra như vậy. Nên em cầm em gặm thằng trước chứ em không gặm ngang. Thế mà cuối cùng thì sao em gặm kiểu gì mà em gặm hết được cái đùi gà. Càng ngày càng lớn rồi. Càng ngày càng lớn rồi. Em bơi hết rồi mẹ con. Mà đây để ăn mà. Không bôi ra ghế. Em đưa cho bò hả? Jaha, varför sa jag så då? Dumma pappa. Jag vill ha på jobbet i följ. Idag? Har du varit? Kalla till FME, jag vet inte. Va? FME, jag vet inte. Och jag inte går dit. Åja! Viola, du är riktig busunge. Den är för lik. Har du vad? Det blir en fläck i mitten. Nej, mitten är ingen bekymmer. Rồi bánh nó đi làm nó giòn lắm luôn á. Det här är värt lärde jag den. Är det konstigt? Jag har inte varit här om så länge. Vad är det? Flygande är jag som är bi som bytte på. Det är kul. Hôm nay đi đổ bị tính ra là ba cái bị hỏng. Ba cái thứ xấu thì đi để bên này. Tao không có dám giấu với mọi người đâu nhưng mà tự nhìn nó cũng không được hay lắm. Mấy cái cuối cùng đi đổ không biết làm sao ấy, nó chạy đi thế là này nó nhìn nó xấu. Nhưng mà bánh thì vẫn giòn nè. Cẩn thận quá. Đừng sẽ kiếm tổn á. Det lilla kunde jag sett. Ha? Det lilla kunde jag sett. Chấm nữa. Cắn miếng to tí nó lại lè ra. Ngon quá.
efter att vi gick hår till Ica eller kock köpte ingefära så hon kan bada med det. Jag har läst på att man bara det med vatten så hjälper till att inte skit. Ska vi ta båten? Du ska äta med. Ska vi bara hamna på marken? Vadå, du äter inte? Varför behöver vi sitta vid badet? Như cái mỗi lần bây giờ nếu không có muốn biết nói cái gì nữa tại vì nói bây giờ thì không có kịp thở hay là nó bị váng váng đầu nữa. Ôi con jag kan inte andas nu. Det är svårt att andas nu. Nej. Nej. Det är som... Ja, det blir vem ska ta det på då? Anh nhặt cho con bây giờ. Con làm rơi rồi, anh nhặt cho con. Ừ, làm sao để nhặt bây giờ? Ừ. Hey hey hey. Con hey hey ông bà đi. Hey hey. Hey hey. Con vỗ tay là, hoan hô là. Hoan hô. Ừ, hoan hô, bỏ tay ra hoan hô là. Bỏ ra hoan hô đi. Hoan hô, sắp dậy bạn. Hoan hô. Con hoan hô đi. Hoan hô. Ôi, kéo lại. Mamma och pappa har hjälpt mig ingenting. Bara sitta och äta. Hade inte vi hjälpt till så hade inte hon suttit här. Ha? Hade vi inte hjälpt till så hade hon suttit här. Vadå? Ja, klara sig inte själv. Du är med som är värt av dem jag. Kan man den? Ha? Ja, det kan man den. Ja, jag med också. Jag lär mig kêu lo rồi nhưng mà vẫn còn ăn nữa. Ê! Không được. Không được. Không được. Kìa. Chà. Mina pinne. Det är min pinne.
Rose đâu. Chị uống rồi. Special smell. Vodin vatten. Ja, jag har inte tagit. Jag ska glömma dina vatten. Låt att hämta. Ăn xong thì bố cháu cho cháu đi tắm, xong rồi cho cháu ra ngoài đi chơi. Cơ mà bây giờ cháu chán cái trò này rồi, bây giờ cháu không muốn đi nữa, cháu cứ ngồi vậy xuống này. Rồi bố cháu phải dắt cháu đi nhưng mà cháu cũng không chịu. Bây giờ là cháu chán đi rồi ông bà cô chú ạ. Cháu cứ đi được một vài bước là cháu lại ngồi tạch phát xuống ấy, cháu không muốn đi nữa luôn. Và đây là cái hình ảnh hôm vừa rồi em sắp ngồi gặm hết được một cái đùi gà đấy ông bà cô chú ạ. Thì em mới ăn mà đến nỗi mà không có bị rơi vãi ra ngoài đi đâu hết được ấy. Rơi ra ngoài thì em lại nhặt em bỏ mồm em ăn tiếp. Đó, trời ngày hôm đấy em ăn cực kỳ giỏi luôn đấy ông bà cô chú. Và video của Ly đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly rất nhiều nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly cứ tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Và mọi người cùng xem em sắp ăn hết cái đùi gà này nha. À còn cái này nữa là hiện tại bây giờ ông xã của mình ấy vẫn còn đang rất là bận luôn ấy. Thế nên là không có thể nào giúp mình trông em sóc nhiều được. Mà càng về mùa đông ấy thì sẽ là càng nhiều bận hơn á. Tại vì là những cái đồ mà ông ấy mua vào trong công ty của ông ấy, cái máy móc ấy là sẽ sắp vào trong công ty rồi ấy. Thành ra là ông ấy sẽ có nhiều việc để làm hơn, thành ra là sẽ bị bận nhiều hơn, không có thể nào giúp mình trông em sóc được. Còn em sóc thì càng ngày càng lớn hơn ấy. Vậy nên là mình cũng muốn là cho em đi ra ngoài để em gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, để em học hỏi từ những cái bạn lớn hơn ấy, để em mới làm theo ấy, thì nó sẽ nhanh lớn hơn, nhanh phát triển hơn ấy. Vậy nên là thường là trong ngày, trong tuần á, là mình sẽ cho em ấy đi ra ngoài chơi này, hoặc là mình sẽ cho em ấy đi ra ngoài nhà trẻ để em ấy gặp những cái bạn khác em ấy chơi cùng á. Thành ra là sẽ bớt nhiều thời gian để ngồi chỉnh video hay là để ngồi quay những cái video cho mọi người cùng xem được á. Thành ra là sẽ bị lâu về lâu hơn á, để mà chia sẻ cùng lên cho mọi người xem, nên là mọi người thông cảm cho nhắn đi nha. Nhưng mà nếu mà lâu mà không ra video ấy, thì Lê sẽ đăng lên một cái video ngắn về em sóc. Kiểu như kiểu ngày hôm đấy em sóc làm cái gì á, thì mình sẽ làm một cái video ngắn rồi đăng lên cho mọi người cùng biết. Chứ mình không có dừng hẳn kiểu như vậy, cho nên là mọi người cũng thông cảm cho gia đình nhắn đi nha.